Vào tối ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam, show diễn của Dior nằm trong khuôn khổ Paris Fashion Week đã chính thức được diễn ra, nhanh chóng khiến cõi mạng không khỏi xôn xao. Bên cạnh những thiết kế mới nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2025, show diễn còn tạo nên một bữa tiệc vì rùa mãn nhãn khi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Vừa xuất hiện, Địch Lệ Nhật Ba đã khiến giới mộ điệu ngỡ ngàng với vẻ đẹp siêu thực, thần thái đẳng cấp và bộ trang phục tinh tế đến từ bộ sưu tập Dior Chloé 2025. Trang phục của Địch Lệ Nhật Ba được phối hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu nhung và kim loại. Nó tạo cảm giác mạnh mẽ như một chiến binh nhưng vẫn giữ được nét mềm mại thanh lịch của người phụ nữ. Sự kết hợp độc đáo này làm nổi bật tinh thần thương hiệu Dior vừa sang trọng vừa hiện đại. Điểm nhấn không thể bỏ qua trong lần xuất hiện này của Địch Lệ Nhật Ba chính là bộ trang sức trị giá hơn 500 triệu đồng, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài đầy quyền lực của nữ diễn viên. Là một trong những đại sứ thương hiệu toàn cầu của Dior, Địch Lệ Nhật Ba không chỉ khoác lên mình các thiết kế thời trang đặc cấp mà còn mang đến sức hút khó cưỡng với phong cách kiêu sa chuẩn mực của một đại minh tinh. Những người phụ nữ xuất sắc gặp nhau ở đỉnh cao, Nhật Ba rất thoải mái tại show Dior xuân hè 2025. Cô tự tin giao tiếp với các ngôi sao, đặc biệt cô phát biểu trôi chảy trước giới truyền thông báo chí, chứng minh rằng cương vị người phát ngôn toàn cầu của Dior là hoàn toàn xứng đáng. Biểu hiện xuất sắc của mỹ nữ Tân Cương được công chúng nhiệt liệt ủng hộ. Ngay sau khi show diễn Dior xuân hè 2025 hoàn tất, sự xuất hiện của Địch Lệ Nhật Ba đã lên top trending trên các mạng xã hội, không thua kém gì Jisoo, đại sứ toàn cầu của thương hiệu. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Top Sao Hoa. Để không bỏ lỡ những tin tức mới và hot nhất, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới và nhanh nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.